Báo Nhân dân cuối tuần số ra hôm nay có bài viết Sợ trách nhiệm thì đừng làm cán bộ. Mấy ngày qua, kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa 15 đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với tinh thần làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát chất vấn. Như thế thì không cán bộ nào có thể né tránh được trách nhiệm trước cử tri. Cán bộ là công bộc của dân, là người đứng mũ chịu xào, phải có gan, dám chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói ai thấy nhụt chí thì đứng sang một bên cho người khác làm, chúng ta không thiếu cán bộ. Nhân dân luôn mong muốn như vậy, sợ trách nhiệm thì đừng làm cán bộ. Còn trên báo Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài Sức bật từ cấp mã số, bài viết đầu tiên trong loạt bài Xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đông sản. Đông sản Việt Nam đang được xuất khẩu đến hơn 185 quốc gia, vùng lãnh thổ và ngày càng có sức hấp dẫn lớn đối với các đối tác quốc tế. Nguyên nhân một phần là nhờ công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được triển khai rộng khắp trên cả nước, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản của nhiều thị trường. Tuy nhiên hiện nay thì công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, cần sớm khắc phục để nâng cao uy tín cho nông sản Việt Nam. Cách đây 10 năm, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 29 sau khi ra đời được kỳ vọng như một cú hích tạo ra hướng đi mới, sức sống mới cho nền giáo dục Việt Nam. Tuy vậy, theo bài viết, 10 năm loay hoay đổi mới giáo dục và nỗi lo quốc sách hàng đầu trên báo Quân đội Nhân dân qua 10 năm thực hiện nghị quyết này. Bên cạnh kết quả đạt được, còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nhận thức thấu đáo, giải quyết căn cơ mới có thể thúc đẩy sự nghiệp giáo dục Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Theo bài viết Tạo động lực đổi mới sáng tạo trên báo Hà Nội Mới thì hiện nay hầu hết các quốc gia đã hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời gian ngắn, gặt hái được thành công đều dựa trên sự bứt phá từ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới hiện đại. Và động lực của sự thay đổi vận mệnh chính là hoạt động đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp là nòng cốt. Đây cũng là lựa chọn của Việt Nam. Theo các chuyên gia khả năng đổi mới sáng tạo chính là lợi thế cạnh tranh trong thời đại ngày nay, đồng thời đặt ra thách thức và cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Các tập đoàn doanh nghiệp lớn được coi là thành phần đặc biệt quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tác động đến tốc độ và kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Những năm qua, nhiều kênh truyền hình quốc tế lần lượt rút khỏi thị trường truyền hình trả uh, trả tiền Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là dấu hiệu cho thấy đã bắt đầu có những bước chuyển trong quản lý hoạt động của dịch vụ truyền hình xuyên biên giới. Theo bài viết, nhiều kênh truyền hình quốc tế rút khỏi Việt Nam mừng và lo trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Dù việc rút khỏi thị trường truyền hình cáp trả tiền ở Việt Nam là do thay đổi định hướng kinh doanh của chính các kênh trên. Nhưng điều này cũng nảy sinh nhiều lo ngại rằng khoảng trống mà các kênh này để lại sẽ là cơ hội cho các website lậu, vi phạm bản quyền, thu lợi bất chính, lộng hành khi mà nhu cầu được xem thể thao, xem phim, nghe nhạc của người dân là rất lớn. Thưa quý vị, chợ vắng hoe, tiểu thương ngồi buồn, lo mất Tết là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Tuổi trẻ số ra hôm nay. Thời điểm này hồi trước dịch là mùa làm ăn của các chợ tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn hàng xì lẻ khắp nơi đổ về, tiểu thương làm cả ngày không hết việc. Vậy mà nay nhiều chợ rơi vào cảnh điều hưu, khách hàng vắng bóng, người bán nhiều hơn người mua. Theo đại diện ban quản lý một số chợ, cuối năm với nhiều chương trình lễ hội Tết nên là tình hình kinh doanh thường tốt hơn, do đó kỳ vọng sức mua sẽ được cải thiện. Tuy vậy, so với các năm, sức mua không thể bằng, thậm chí là sẽ còn giảm sâu. Nhiều chợ cho rằng là việc ế ẩm phần nào được dự báo trước do kinh tế khó khăn và xu hướng tiêu dùng thay đổi. Nhiều người dân thích mua sắm online.